Xin chào tất cả các bạn đã đến Việt Nam. Tôi có 10 đặc sản Khánh Hòa. Một yến xào Hòn Nổi. Hai vịt Ninh Hòa. Ba tôm hùm Bình Ba. Bốn nem Ninh Hòa. Năm nai khô Diên Khánh. Sáu cá trầu Võ Cảnh. Bảy sò huyết Thủy Triều. Tám bún sứa. Chín gỏi cá mai. 10 nhum Khánh Hòa. Mình đã giới thiệu cho các bạn 10 món đặc biệt khi đến Khánh Hòa, nhất định các bạn phải thử nhé. Bạn thích nhất món nào hoặc còn món nào khác thì hãy bình luận cho mình và các bạn biết nhé. Xin chào, hẹn gặp lại video sau. Nhớ like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ.